Revive, Rolling Vice Stump hay là Jacko Revive. Đây là hình dạng không phải do tiến sĩ Yuji cung cấp chiếc Vice Stump cho Ikki cũng như Vi, mà là đến từ cha của anh, tiến sĩ Karizaki của tập đoàn Wikin. Thử nghiệm này đã đem lại một kết quả không ngờ tới. Chiếc Rolling Vice Stump với hình dạng con lăn đưa Ikki vào không gian của ác quỷ, cũng như Vi đã chuyển thành Commander Zack Revive, hợp thể cả hai. Form này vẫn nằm trong danh sách mất kiểm soát. Ikki không phải là người điều khiển chính của Revive, nó chính là Vi mới là người điều khiển toàn bộ Rider. Cũng với form này ở vài tập sau, do Vi đã hiện hữu quá lớn nên anh đã dễ dàng bị tác động bởi tinh khiếp và cũng đã bị chiếm hữu và tấn công tất cả mọi người. Tạo hình của Zaku Revive cũng giống như Black Hazard, tạo hình đơn giản dựa trên form cơ bản của nó. Nhưng nó ngược lại với hình dạng Black Hazard là form này lại là form bị bất đối xứng. Khi phần bên tay trái của anh những chiếc gai rất giống mất kiểm soát. Tạo hình đơn giản nhưng có những vệt xanh đại diện cho vai cũng như những vệt trắng trên cơ thể của anh. Rất giống với những nét sơn được chấm phá trên cơ thể. Còn lại tạo hình của Zaku Revive cũng không có gì đặc biệt. Khả năng chính của anh là sử dụng chiếc Rolling Vice Stump cũng như chuyển hóa bản thân trở thành mực để tấn công kẻ thù và xuất hiện bất ngờ phía sau chúng. Sau khi được Ikki điều khiển thì khả năng của anh cũng được tăng lên ít nhiều. Rolling Vice Stump ngoài việc tấn công như một nắm đập thép trên tay, nó có khả năng vẽ ra những ký tự nguyên tố để thực hiện đòn tấn công kết hợp bản thân cũng như vũ khí của Rider sở hữu. Đòn tất sát của anh mang tên Rolling Stamping Finish, anh sẽ lao lên không trung tấn công kẻ thù và được hai chiếc Rolling Vice Stump khổng lồ lao vào hai chiếc Vice Stump để tạo lực nén khổng lồ bắn anh về phía trước để ra đòn Rider Kick cực mạnh phá hủy hoàn toàn kẻ thù.